Xin kính chào toàn thể anh em và quý khách hàng. Mình là Trường Giang, chuyên kinh doanh các dòng xe tải, xe ô tô đã qua sử dụng tại Cần Thơ. Số điện thoại liên hệ của mình là 0939 529686. Đến video thì mình sẽ giới thiệu cho anh em những chiếc xe hiện tại mình đang còn. Mình sẽ chỉ là hình ảnh thôi, còn những chiếc xe mà anh em cần coi trực tiếp, coi thông tin thêm thì qua kênh YouTube của mình, nên sẽ có đầy đủ các clip trong đó. Hiện tại xe mình cũng toàn là khá nhiều, còn khoảng mười mấy xe lận. Anh em cứ xem chiếc nào vừa ý thì cứ qua cái link kênh của mình hoặc là cái Zalo 0939 529686 để biết thêm thông tin và chi tiết. Hiện tại thì do dịch bệnh nên tại giờ mình sẽ bao cho anh em là giao xe tận nơi cho anh em. Những cái chiếc này mình đã có quay video từng chiếc lên rồi, mình chỉ tổng hợp lại cho anh em dễ xem thôi. Hiện tại thì mình còn những dòng xe như xe du lịch thì mình hiện tại còn hai chiếc Honda, xe 5 chỗ, tải thì mình còn từ 1,4 tấn cho tới 6 tấn, Kia, Hyundai đầy đủ hết nha anh em. Kia thùng lửng thì mình còn 1,4 tấn đời 2009 và 2011. 2,4 tấn thì mình còn 2015, 16, 17. Hyundai thì mình còn đời 2013, Isuzu thì mình còn 5 tấn và 6 tấn, đời cao đời 2017. Anh em nào mà có cần xài xe thùng dài, hiện tại mình đang có một con tấn 9, thùng dài 6,2 m và một con 4,5 tấn, cũng thùng dài 6,2 m, hai con đều xe máy Hyundai. Mấy con xe khách thì mình đăng lên để dễ anh em xem chơi thôi, chứ hiện tại giờ dịch bệnh này hơi khó khăn cho anh em mua bán, nó cũng hơi khó. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video, hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo. Xin chào, chúc anh em sức khỏe.